11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến năm 2000. Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nền kinh tế các nước tư bản có sự tăng trưởng khá liên tục sau chiến tranh thế giới thứ hai là A. Do bóc lột hệ thống thuộc địa. B. Nhờ có sự tự điều chỉnh kịp thời. C. Do giảm chi phí quốc phòng. D. Nhờ giá nguyên nhiên liệu giảm. Câu 1 này chú ý cụm từ nguyên nhân. Đây là đề mẫu của bộ lần thứ 2 năm 2017. Đáp án của câu 1 này đó là đáp án A. Do bóc lột hệ thống thuộc địa. Câu 2. Biến đổi nào dưới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ 2 đã góp phần làm thay đổi căn bản đổi bản đồ chính trị thế giới. A. Từ những nước thuộc địa, hơn 100 quốc gia đã giành được độc lập. B. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ hoàn toàn. C. Trật tự hai cực yên ta bị xói mòn do sự ra đời của các quốc gia độc lập. D. Sau khi giành được độc lập, các quốc gia đều tiến lên chủ nghĩa xã hội. Câu 2 chú ý cụm từ biến đổi và ngoài ra còn một từ không, tức là có 3 đáp án là đúng, còn một đáp án là sai. Đây là đề thi tốt nghiệp năm 2017. Đáp án của câu 2 này đó là đáp án D. Sau khi giành độc lập, các quốc gia đều tiến lên chủ nghĩa xã hội. Câu 3. Nội dung nào dưới đây không phải là tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ 2? A. Dẫn đến sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập trên thế giới. B. Sau khi giành độc lập, các nước tích cực tham gia đời sống chính trị thế giới. C. Dẫn đến tình trạng đối đầu giữa các cường quốc về vấn đề thuộc địa. D. Góp phần làm xói mòn trật tự thế giới hai cực yên ta. Ở câu 3 này chú ý cụm từ nội dung và cũng có từ không. Có từ không tức là 3 đáp án là đúng, còn 1 đáp án là sai. Đây là đề đã thi tốt nghiệp năm 2017. Đáp án của câu 3 này đó là đáp án C. Dẫn đến tình trạng đối đầu giữa các cường quốc về vấn đề thuộc địa. Câu 4. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, bản đồ chính trị thế giới thay đổi căn bản và sâu sắc chủ yếu là do A. Các cuộc chiến tranh cục bộ bùng nổ khắp nơi. B. Sự ra đời của hai khối quân sự đối lập. C. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc. D. Mỹ thành công trong chiến lược toàn cầu. Câu 4 này chú ý cụm từ bản đồ chính trị thế giới. Đây là đề đã thi tốt nghiệp năm 2018. Đáp án của câu 4 này đó là đáp án C. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc. Câu 5. Yếu tố nào dưới đây tác động đến việc các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên kết kinh tế khu vực trong nửa sau thế kỷ 20? A. Sự phát triển của cách mạng khoa học kỹ thuật. B. Các nước lớn chi phối quan hệ quốc tế. C. Chủ nghĩa khủng bố ly khai xuất hiện. D. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc. Ở câu 5 này chú ý từ yếu tố và từ xu hướng. Đây là đề đã thi tốt nghiệp năm 2018. Đáp án của câu 5 này đó là đáp án A. Sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Câu 6. Yếu tố tác động đến xu hướng liên kết kinh tế trên thế giới nửa sau thế kỷ 20 là sự A. Xuất hiện và ngày càng phát triển của các công ty độc quyền. B. Hình thành các trung tâm kinh tế tài chính quân sự lớn. C. Phát triển của cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại. D. Xuất hiện và chi phối nền kinh tế thế giới của tư bản tài chính. Câu 6 này chú ý từ yếu tố và từ xu hướng. Đây là đề đã thi tốt nghiệp năm 2018. Đáp án của câu 6 này đó là đáp án C. Phát triển của cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại. Câu 7. Sự ra đời và tham gia đời sống chính trị thế giới của hơn 100 quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ 2. A. Là yếu tố quyết định dẫn đến sự xuất hiện của xu thế hòa hoãn Đông Tây. B. Đã thúc đẩy phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. C. Đã làm phá sản hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mỹ.
D là yếu tố quyết định sự xuất hiện xu thế toàn cầu hóa. Có 7 chủ ý cụm từ sự ra đời. Đây là đề đã thi tốt nghiệp năm 2019, mã đề 304. Đáp án của câu 7 này đó là đáp án B, đã thúc đẩy phong trào đấu tranh vì hòa bình dân chủ và tiến bộ xã hội. Câu 8, thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á Phi, Mỹ Latin sau chiến tranh thế giới thứ hai, A đã góp phần làm phá sản hoàn toàn chiến lược của Mỹ, B là yếu tố quyết định sự xuất hiện của xu thế hòa hoãn Đông Tây, C là yếu tố quyết định sự xuất hiện của xu thế toàn cầu hóa, D đã góp phần làm thay đổi sâu sắc bản đồ chính trị thế giới. Các câu 8 này quý phụ từ thắng lợi. Đây là đề đã thi tốt nghiệp năm 2019, mã đề 301. Đáp án của câu 8 này đó là đáp án D, đã góp phần làm thay đổi sâu sắc bản đồ chính trị thế giới. Câu 9, sự ra đời và tham gia đời sống chính trị thế giới của hơn 100 quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai, A đã làm cho mọi tàn dư của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ, B đã góp phần giải quyết vấn đề quốc tế theo chiều hướng tiến bộ, C đã dẫn đến sự giải thể của tất cả các liên minh quân sự trên thế giới, D là yếu tố quyết định sự xuất hiện của xu thế hòa hoãn Đông Tây. Câu 9 này cuối cùng từ đời sống chính trị. Đây là đề thi tốt nghiệp năm 2019, mã đề 302. Đáp án đúng của câu 9 này đó là đáp án B, đã góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế theo chiều hướng tiến bộ. Câu 10, đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 70 của thế kỷ 20 là gì? A. Hai siêu cường Xô Mỹ đối thoại hợp tác. B. Hai siêu cường Xô Mỹ đối đầu gay gắt. C. Hòa hoãn hợp tác là xu thế chủ đạo. D. Hợp tác chính trị văn hóa là xu thế chủ đạo. Ở câu 10 này chú ý từ đặc điểm. Đây là đề đã thi tốt nghiệp năm 2019, mã đề 303. Đáp án của câu 10 này đó là đáp án D, hợp tác chính trị văn hóa là xu thế chủ đạo. Vậy thì ở cái bài 11 này đều là những câu khái quát tổng hợp của những bài trước cô đọng lại trong cái bài 11 này. Vậy thì trong bài 11 này chúng ta có tất cả là 10 câu hỏi, và 10 câu hỏi này đều ở mức độ khó cao, và đề năm 2019 đã ra đến 4 câu hỏi rơi vào bài 10 này. À, 4 câu hỏi. Năm 2017 ra vào 2 câu, năm 2018 ra vào 3 câu, à, và năm 2019 ra vào 4 câu, tức là cái số lượng câu hỏi ra vào cái bài 11 này từ 2 câu lên 3 câu và đến năm 2019 là 4 câu, tức là số lượng câu hỏi ra vào bài 11 này tăng theo hàng năm, mỗi năm một câu hỏi tăng lên. À, và chúng ta đã kết thúc phần lịch sử thế giới. Ấy, trong phần lịch sử thế giới thì đề thi chúng ta tính bình quân thì chúng ta được khoảng, nếu mà tính điểm 10 thì chúng ta được khoảng 20 đến 30% số điểm trong 100%. Thông thường chúng ta được khoảng 20% đến 30%, đấy, tùy theo đề hàng năm. Có thể là đề có năm thì ra vào lớp 12 thôi. À, ví dụ như là năm 2017, 18 thì chỉ ra vào lớp 12 thôi. Nhưng sang năm 2019 thì họ ra cả vào lớp 11 nữa. Thì số lượng câu hỏi về lịch sử thế giới có sự thay đổi từ 20 đến 30% trong khoảng bởi vì là lớp 11 có cả, cũng có cả lịch sử thế giới, cả lịch sử Việt Nam.